Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết, đối tượng áo đá không mặc quần áo đứng trên mái nhà cố thủ vừa được giải cứu, chính là đối tượng trộm chuyên nghiệp đang bị công an truy lùng. Tại thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, người dân phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá trèo lên mái nhà của một hộ dân, cởi hết quần áo và liên tục hò hét gây náo loạn khu vực. Đối tượng bị kích động mạnh, liên tục nói có người đang đuổi giết, không nghe bất kỳ ai và cầm viên gạch cố thủ trên mái nhà. Sau đó, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người này, đưa xuống đất an toàn. Đối tượng được xác định là Ninh Văn Trung, 27 tuổi, ngụ phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Qua điều tra, được biết Trung là đối tượng trộm chuyên nghiệp đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.